Xin chào tất cả các bạn. Nay thứ bảy cuối tuần, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Các bạn học là được nghỉ cuối tuần, cố gắng là nghỉ một buổi thôi, còn đâu phải ôn lại bài nhá. Hôm nay thứ bảy rảnh rỗi cô lại nói chuyện với các bạn. Ôi em quên mật khẩu tiến trình rồi thì phải làm sao? Nếu quên mật khẩu thì em là thì lại là ấy thôi, quên mật khẩu thì đừng có vào nhiều lần, nó sẽ bị khóa cái khóa lại nhé, là sẽ bị khóa. Thì bây giờ quên mật khẩu thì lại em lại lập lại, em nhờ các bạn trên nhóm để lập lại nhé. Chứ còn bây giờ mà em cứ lạ vào nhiều là sẽ em bị khóa cái ID đấy. Nhiều bạn cứ cố vào nhưng xong nó sẽ khóa lúc mình ấy là nó khó. À, sang năm thì phải đầu tháng tầm tháng 2, tháng 3. À, nếu như theo như lịch như năm nay là tháng 1 của 2025 là có thể là có lịch đăng ký chẳng hạn. Nếu theo như 2024 vừa rồi đấy thì tháng 3 thì thi. À, điểm em hơi thấp thì chúng ta phải cố gắng. Em trước học ở trung tâm mình, giờ học lại một nửa đúng không? Đúng rồi. Bây giờ em học lại một khóa 4 tháng sẽ đóng 50% học phí nhé. Cố gắng học thật tốt lên bởi vì đã học rồi thì bây giờ mình ôn lại. À, chào bạn Nam, em học trò cưng của cô đây ạ. Chào Nam nhé. Học trò cưng của cô. Cảm ơn em. À, cô cảm ơn và chúc em luôn mạnh khỏe và may mắn thành công nhé. Cô ơi, hồ sơ nông nghiệp đang trong tình trạng trả lại thì làm sao? Nếu hồ sơ em trả lại thì em phải chờ Bộ Lao động người ta sẽ sửa lại và gửi đi cho em nhé. Cô chào bạn Kim Quảng à? À, bạn Quảng có phải bạn Quảng ở Hải Dương không? À, Kim Quảng đúng rồi. Em khỏe không? Công việc bên đó thế nào rồi em? À, chào các em nhé. Cô ơi, phần nghe em nghe không được thì sao? Nếu phần nghe không nghe được thì em phải nghe. Nghe cái một là trong bài là có cái 5 câu luyện nghe. Em nghe đi nghe lại cộng với cả em phải nghe nhiều cái phần hội thoại. Nếu như khi mà em nghe mà em khó nghe, nghĩa là mình không nghe được, nghĩa là cái từ vựng mình chưa thuộc. Đúng không nào? Mình thuộc từ vựng thì mình nghe được. Mổ xương viết trong người được, đi được em nhé. Vân ơi, đi được không sao. Cảm ơn em đã follow cho cô. Tại vì là khi rất nhiều bạn cũng như em mổ và có vẫn xưa trong đinh vít ở chân ý, với ở tay với vai các bạn vẫn đi được. À, nếu thường một năm ý, là thi là một lần, có thể một lần đến hai lần. Nhưng nếu như năm 2023 vừa rồi là thi có một lần và năm 2024 cũng là thi có một lần, bởi vì người ta lấy cái chỉ tiêu rất là nhiều. À thế à, giờ cũng ít việc hơn. Nếu mà mùa đông là thường thường ở bên Hàn ít việc hơn, đúng không Quảng? Đấy, bạn Quảng, bạn ngày xưa bạn thì cũng khá là lớn tuổi nhưng bạn rất là chăm chỉ học. Đúng rồi, thường thường ý, thì là nếu như chỉ tiêu người ta một năm đã cho thi thì người ta hầu như là lấy rất là nhiều. Năm sau lấy thì chắc là vẫn nhiều. Còn cái việc mà lấy nhiều hay không thì là do bên phía Bộ Lao động Hàn Quốc em ạ. Nhưng cô nghĩ là chắc cũng sẽ là nhiều bởi vì người ta sẽ cho thi một lần đấy. Hồ sơ em đang được gửi lại à, cô, em cảm ơn cô nhiều. Ừ, cố gắng nếu gửi lại mà tới đây mà được vạch 3 thì cũng hy vọng là tháng 11 này là mình được cấp phép. Cũng chỉ mong rằng các bạn mà đã thi xong rồi, các bạn nhanh chóng được cấp phép và đi thôi, bởi vì ở nhà chờ đợi sốt ruột đúng không nào. Cho mượn 50 để follow. Cảm ơn nha, cảm ơn bạn, cảm ơn em đã follow nha. Các bạn follow và chia sẻ bài nhé. Hai vạch thì bây giờ quan trọng là em phải chờ đến vạch 3. Nếu vạch 3 mà có thì là tới đây là sẽ hy vọng và may mắn sẽ được cấp phép. À, cảm ơn các bạn follow nha. Hôm nay thứ bảy các bạn là những bạn mà ở bên Hàn thì có một số bạn làm ca đêm đúng không? Thì vẫn có thể làm thêm, còn đâu hầu như là các bạn được nghỉ. Còn những bạn mà đang ở Việt Nam thì đang học này, rồi đang đi làm này thì thứ bảy rảnh rỗi thì là sẽ. À, em chào bạn Quyền Anh nha. À, nay thứ sáu, quên, cô nhầm.
Cứ nhầm là thứ bảy đúng không? Tôi cuối tuần là thứ sáu, nhầm. Thứ sáu. Trần Minh Đức, chào cô, chào bạn Trần Minh Đức nhá. Đấy, chưa già đã lẫn rồi đấy. Cứ nghĩ hôm nay là thứ bảy, đúng rồi cuối tuần. Nhưng mà đúng là thời gian trôi đi rất là nhanh. Mới hôm nào các bạn như bạn Kim Quảng đấy, mới hôm nào học vòng 2 thế mà bây giờ đã sang Hà được mấy năm rồi. Học tiếng thì một ngày học hai buổi hả cô? Học một ngày là nửa ngày, một nửa ca. Ví dụ như là nếu học ca sáng từ 8 giờ đến 11:30, còn nếu học lớp ca chiều từ 1:30 đến 5 giờ nhá. Còn nếu học online thì là sẽ học từ 19 giờ đến là 22 giờ. Ôi dồi ôi, sao bạn ấy đã chào chào cô ngủ ngon rồi à? Bây giờ ở Việt Nam hiện bây giờ mới có 8:30 mà. Chưa, cô phải 11 giờ mới nghỉ cứ mới ngủ. Còn các bạn thì thường thường hay thức khuya, cô cũng thức khuya đấy, cũng 10:30 11 giờ mới ngủ mà. Nếu mà cuối tuần thì còn thức khuya hơn. Các bạn ơi follow kênh cho cô nhé. Follow để chào bạn Huỳnh Hải, chào bạn Hải nhé. Chào tất cả các bạn. Tiểu đường thì là vẫn đi được nhưng em có bị nặng hay là nhẹ. Nói chung tiểu đường thì nó có type 1, type 2, type 3 đấy. Thì cố gắng mình cũng phải là chăm sóc vào sức khỏe và ăn uống điều độ nha. Đấy, tiểu đường nó cũng nếu mà mình để nặng là cũng nguy hiểm đấy. Khóa luyện đề khi nào mà em khi nào có lịch thi thì cô sẽ khai giảng khóa luyện đề, sẽ học 2 tháng đến hơn 2 tháng. Thì em cứ để lại tin nhắn rồi cô sẽ tư vấn cho em nhé. Hồ sơ gửi lại rồi thì chờ bên Hàn chấp thuận. Đúng rồi, nếu như hồ sơ em mà được gửi lại thì là sẽ được bên Hàn chấp thuận vạch 3. Thì hy vọng là đến tháng 11 này sẽ được cấp phép thật nhiều nhé. Nếu rất là nhiều bạn chờ đợi cũng khá là lâu mà chưa được cấp phép. Học bây giờ là không sớm, học bây giờ là bởi vì một khóa học là phải 4 tháng cộng với ôn thi 2 tháng nữa. Thì theo cô là nếu như bên trung tâm cô đào tạo như thế là không có gì là sớm. Sang năm liệu tháng mấy, liệu ở tầm khoảng tầm tháng 3 là thi em ạ. Hy vọng nhảy, đúng rồi. Thường thường ý, thì là trong cái quá trình mà cái nhảy vạch ý, thì người ta không nhất thiết là trong không có biết nhất thiết là trong tuần này ngày nào là nhảy vạch 1, vạch 2. Còn cấp phép thì người ta phải theo đúng thời điểm là người ta thông báo. Còn nhảy vạch và úp hồ sơ lên thì cũng vậy thôi, nên các bạn cũng phải chờ. Giờ em mới học tiếng Hàn thì đủ kiến thức. Nếu như bây giờ em học thì cố gắng học thật tốt. Bởi vì sang năm nếu có lịch thi, đầu năm sang 2025 mà có lịch thi thì cô nghĩ là cái lượng người đăng ký thi là không phải là ít đâu. Cộng với những bạn vừa rồi bị thiếu điểm ý. Có một số bạn 140, 145 mà thiếu điểm như thế thì những bạn đó đã thi rồi mà các bạn có quyết tâm đi nữa thì các bạn ôn lại thì điểm của bạn chắc chắn là sẽ cao, bởi vì các bạn chỉ ôn lại thôi mà. Còn những bạn mà học mới thì là lại phải học từ đầu, nên là phải học thật là phải chăm chỉ và học thật tốt nhá. Nếu mà một tháng nhảy một vạch chắc không kịp cấp, đúng rồi. Nhưng mà khi đã nhảy, khi người ta đã đạt gửi lên là cái vạch 1 là đạt rồi, cái vạch 2 mà gửi đi mà vạch chấp nhận 3 ấy thì nó cũng rất là nhanh để cấp phép. Nếu như cái đợt đúng cái đợt cấp phép ấy thì người ta thì sẽ cấp phép rất là nhanh, trong một ngày là nhảy mấy vạch. Có những bạn vào xem mà nhảy 3, 4 vạch, 5 vạch liền luôn đó. Lịch thi thì phải chắc là phải sang đầu năm 2025 em nhé. Bởi vì là vấn đề là năm nay từ giờ đến cuối năm là không có lịch, bởi vì Bộ Lao động người ta cũng đã thông báo hẳn lên là trên trang Bộ Lao động rồi là từ cuối năm 2024 là không có lịch mà. Nếu mà sắp xác thì là cũng khó đi em ạ. Em phải kiểm tra xem em sắp xác em bị những màu nào mà mình có nhìn được phần nào không. Và nếu nhiều bạn không nhìn được thì chắc chắn là sẽ không đi được đâu, bởi vì khi mà đi đăng ký thi người ta đã kiểm tra cha học vòng 2, kiểm tra đi khám sức khỏe, kiểm tra đi sang Hàn vẫn kiểm tra. Đấy, nên bị như thế thì sẽ đi thị trường ví dụ như là Đài Loan hay là Nhật. Đó, Nhật nhưng nhiều đơn hàng người ta cũng bắt kiểm tra sắc giác. Nếu như mà về ngành sản xuất chế tạo thì là cái ngành là các bạn thi nhiều nhất và chỉ tiêu nhiều nhất và điểm cao nhất. Ngành sản xuất chế tạo nghĩa là cái ngành mà các bạn làm ở trong khu công nghiệp, như là khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh hay là Bình Dương ấy. Đấy gọi là khu công nghiệp thì mình là lao động phổ thông mà, nên là làm là không có gì là khó cả. 33 tuổi vẫn đi được em ạ. Cô chào bạn Bình nhé. 33 tuổi thì DE9 em vẫn còn những 5 năm nữa mới hết hạn tuổi cơ mà. 38 tuổi mới hết mà.
Thế nên là cũng không có vấn đề gì, quan trọng là em học như thế nào để đỗ để mà đi thôi nhá. Chứ còn 33 tuổi, có những bạn 38 tuổi vẫn còn đi học cơ. Đấy, cái vấn đề là mình cũng quyết tâm đến đâu. Bởi vì học cái này mình xác định là đã đi chương trình E9 này là các bạn phải chờ thi này, chờ lịch thi này, học này, đỗ này và chờ bay. 39 tuổi là quá tuổi. Ví dụ như là đến tháng 1 này mà có lịch thi tháng 1 năm 2025, mà có lịch thi mà em sinh đúng cái tháng 1 đấy thì em vẫn là đủ tuổi. Còn nếu mà em sinh vào là tháng 12 thì cũng tháng 12 của năm 2024 thì em lại bị quá, nếu sinh vào tháng 2 chứ thì sẽ bị quá tuổi, bởi vì người ta tính cái đúng cái tháng đấy, ngày đấy là mình còn đủ tuổi thì vẫn đi được. Ngành sản xuất chế tạo thì năm nay lấy 150 điểm em nhé. Thang điểm là cao nhất là 200 điểm, nhưng người ta đã lấy 150 điểm rồi. Người ta sẽ thi có hai phần, phần nghe 20 câu và phần đọc là 20 câu, và mỗi một câu là 5 điểm. Nói chung là tiếng Hàn thì thật sự là nó, các bạn học ở đây là nó không có phải là khó, bởi vì các bạn học ở đây là về cái chương trình sơ cấp. Nếu như trong quyển 2 thì sẽ là khoảng là trung cấp một chút, nhưng cái lượng từ vựng đối với cái ABS và chương trình E9 này ý, thì nó khá là nhiều. Nó đặc thù là từ vựng nó khó. Nó khó là về những các chuyên ngành trong công xưởng nhà máy. Nếu như ví dụ như các bạn thi TOPIK 1 hoặc là học để thi để giao tiếp ở những cái sơ cấp ý, là quyển 1, quyển 2 của giáo trình tổng hợp ý, thì nó cái từ vựng nó cũng ít, ngữ pháp thì nó giống nhau thôi, kể cả IBS này là đều giống nhau, nhưng vấn đề cái từ vựng nó ít hơn so với cái chương trình này. Chương trình E9 này từ vựng khá là nhiều, nên là đôi khi là các bạn học ấy, mà nhiều bạn học ở từ du học cũng chuyển sang cái E9 để đi E9 này ý, là các bạn ấy từ vựng thì các bạn phải học rất là nhiều, bởi vì là cái ngữ pháp thì các bạn học cũng chắc, nhưng mà đối với cái từ vựng là phải học lại. Nếu nhiều bạn từ du học chuyển sang thì ngữ pháp rất là ổn, nhưng từ vựng mà không chăm chỉ là cũng không học được. Đấy, có nhiều bạn bảo em đã đi em đã học du học rồi, ở du học thì là vẫn học với cái EBS này là cái từ vựng nó khác, nên là các bạn không thể là học mỗi cái giáo trình tổng hợp mà đi thi cái này là được đâu nhé. Đấy, nên là các bạn, bởi vì cô cũng thấy có một số là các trung tâm mà người ta đào tạo du học xong người ta cũng tuyển cái chương trình là đào tạo E9, nhưng mà khi đào tạo thì nhiều trung tâm người ta lại cho đào tạo chung với cái giáo trình tổng hợp thì nó lại không hợp với cái đi E9 này. Đấy, đấy là cô thấy các bạn thường thường là khi chuyển từ du học ở sang trung tâm cô để thì các bạn hầu như nói như vậy, thì cô biết là vậy thôi. À đúng rồi, 우리는 노력하면 성공합니다. À, 우리는 là chúng ta đúng không ạ? Nỗ lực ha tà là gì? Nỗ lực. Hà miên là nếu, sân công ha tà là sẽ thành công. Bạn ấy nhá, nói là nếu chúng ta nỗ lực thì là chắc chắn sẽ thành công, phải chữ cốt nữa đúng không ạ? Uri는 노력하면 꼭 성공합니다. À, nếu chúng ta mà nỗ lực thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Đấy, câu đấy là cái câu khẩu hiệu. Các bạn nhớ cái khẩu hiệu, cứ phải nỗ lực là nhất định thành công. Làm cách nào để từ visa E9 chuyển sang E7? À, nếu như em ở visa E9 thì là em sẽ phải thi TOPIK 2 hoặc là thi TOPIK 3, và cái đơn và cái công ty của em đấy có đủ điều kiện để làm cho em là chuyển sang E7 hay không. Đó, nhưng mà em phải thi TOPIK và em phải có bằng cấp 3 nhé. Em phải có bằng cấp 3 và em thi TOPIK thì em sẽ chuyển đổi sang visa E7. Rất nhiều bạn đã đổi được rồi, nhưng mà không có bằng cấp 3 là cũng không 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 được đổi đâu nhé. Đấy, đấy là như vậy. Mã code rồi, ở Việt Nam mình xin visa lâu hay mau? À, mã code là đi, nếu như mà em đi du học mà mã code rồi á, có mã code nghĩa là code code là code V ở bên Hàn này, lên chỉ có trình lên là xin visa thôi chị em. À, bằng cấp 3 ở Việt Nam chị em. Bởi vì bằng cấp 3 là bằng cấp 3 Việt Nam, bởi vì chương trình E9 này là không cần bằng cấp. Nhưng đối với những bạn muốn chuyển đổi visa E7, visa kỹ sư ấy, để bảo lãnh người thân sang thì các bạn phải là có bằng cấp 3 và các bạn phải thi đỗ TOPIK thì các bạn sẽ chuyển đổi visa E7 được nhá. Cô chào bạn Sơn nha. Cô cảm ơn các bạn đã follow cho cô. À, và tới đây là bên trung tâm tiếng Hàn của Lưu Vân của cô, cơ sở Hà Nội, là 15 tháng 10 cô khai giảng nhá. Cô khai giảng lớp lớp mới học ca sáng từ 8 giờ đến 11 rưỡi, và ngày 17 tháng 10 là cô khai giảng ở Hà Nội, quận Bình Tân. À, khai giảng ở Sài Gòn, quận Bình Tân,
Và ở trường đó thì có thể là cô khai giảng cả lớp sáng và lớp chiều. À, có bằng trung cấp thì được, nhưng mà quan trọng em phải thi đỗ cái topic thì là sẽ chuyển đổi E7 được em nhé. À, dự kiến thì phải sang 2025 em ạ. À đúng rồi, tiếng Hàn thì dễ. Đúng đấy, tiếng Hàn thật sự để mà các bạn, những bạn nào đã từng học tiếng Nhật rồi mà khi các bạn học sang tiếng Hàn thì các bạn bảo đối với tiếng Hàn thì dễ hơn tiếng Nhật rất nhiều. À, nên là nếu như các bạn mà xác định mà có bằng cấp 3 mà các bạn mà bởi vì rất là nhiều bạn là muốn đi sang Hàn với con đường du học các bạn trẻ đấy, nhưng vì điều kiện cái tiền mà đi du học nó khá là lớn, cộng với là khi sang đó mà các bạn phải 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 vừa đi làm vừa đi học ấy là rất là vất. Thế nên các bạn lại chọn là đi E9. Sau khi đi E9 mà các bạn muốn chuyển đổi visa E7 thì các bạn ôn topic thì chuyển nhé. Thì chuyển E7 thì nó rất là lợi thế này, bảo lãnh được người thân sang. Đấy, như cô có một bạn là học sinh ở dưới Chùa Hương à? À Mỹ, Chùa Hương à, Chùa Hương hay là Mỹ Đức cô đang không nhớ nữa. Là bạn ấy chính thức là bạn cũng đi E9 và bạn đã về lấy vợ và bảo lãnh vợ sang theo diện E7 bởi vì bạn chuyển đổi ra E7 mà. Đấy, và chính thức là bạn đấy là cô đi đám cưới của bạn ý. Có CVA ở Việt Nam thì mình ra visa nhanh thôi. À cái này là phải phụ thuộc cái CVA ấy, là cũng mình khi đã có rồi thì mình phải chờ, thì cũng đơn giản, không không có quá lâu đâu em. À nếu như mà đi E7 thì chỉ có bảo lãnh là bố này, mẹ hoặc vợ hoặc chồng thôi. Còn nếu như mà bạn nào mà lấy chồng Hàn mà có quốc tịch ý, thì sẽ bảo lãnh được nhá. À, cô Vân ơi, cô còn nhớ em không? Em sang Hàn được 2 năm rồi. Bạn Sơn. À Sơn à? Cô không nhớ đấy. Tại vì cũng khá là trung tâm mình đông lắm. Cả hàng mấy nghìn bạn đang ở bên Hàn đó. À, nên cô không nhớ được ấy. Sơn quê ở đâu nhỉ cô? À, cô hôm nay nhìn xinh quá. À hôm nay á, bởi vì cái app của TikTok này đây em, chứ không phải là do cô sinh mà do cái app đấy, cái app lúc nào nó cũng vậy. À Sơn ở Thanh Hóa, cô nhớ Sơn ở Thanh Hóa. À cô nhớ rồi, bạn Sơn. À, mà học lớp của cô Thanh mà đợt cô đưa cô Hana vào phỏng vấn em đúng không? À cô nhớ rồi, mà Sơn là có chị gái lấy chồng ở bên Hàn. Cô nhớ rồi. Khỏe không em ơi, công việc thế nào? Lương làm bên đấy có cao không em? Cô nhớ bạn Sơn đấy rồi. Đấy, cô còn nhớ là em có chị gái lấy chồng Hàn đúng không? Sơn học rất là giỏi, nói tiếng Hàn tốt. Cố gắng Sơn sang đấy thi topic và chuyển đổi visa E7 em nhé. À công việc của em ok, em tháng lương được 70 triệu. Chúc mừng em nhé. Đấy Sơn, bởi vì Sơn học rất là tốt mà tiếng rất giỏi. Thế nên là bạn sang đấy làm mà lương được 70 triệu thì thật sự là quá quá là ok rồi. Chúc mừng em nhé, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Chúc em thành công kiếm được nhiều tiền nha. Cố gắng làm sao mà chuyển đổi sang visa E7 em nhé. Lịch thi ngư nghiệp thì thi ngư nghiệp sản xuất chế tạo với nông nghiệp thì tới đây có lịch sang 2025 mà có lịch thì lúc đó là người ta sẽ cho thi cả 4 ngành nghề em nhé. Và tới đây sẽ có cả là ngành dịch vụ nhà khách sạn. Chúc Sơn thật mạnh khỏe nha. Cứ kiếm tháng đều đều 70 triệu. Đại gia đến nơi rồi, bu cha rồi nha. À, F2 bảo lãnh được những ai hả cô? À cái F2 thì giờ cô cũng chưa tìm hiểu, cô chỉ biết là E7 thôi. Để cô hỏi xem mà có gì thì cô trả lời, không bây giờ cô trả lời vu vơ trên này thì thành ra là nói nó không chuẩn. À em học ở trên trang tiếng Hàn của cô à. Lịch thi năm sau thì theo như là, gọi là cô nghe và hóng được thôi chứ không biết chính xác hay không, là tầm tháng 3, trung tuần tháng 2, trung tầm tháng 3 của 2025 nhé. Thưa cô cho em hỏi visa E7 thì E7 trừ 4. Cô chỉ biết rằng là E7, E7 nghĩa là visa kỹ sư. Đấy. Visa E7 thì cô chỉ biết là visa, ví dụ như là bạn nào nhá, ở Việt Nam mà đi sang visa E7 là bạn ấy có bằng đại học này và bạn ấy đã đóng bảo hiểm trên 1 năm này, bạn xác nhận được công việc này thì bạn ấy sẽ đi E7. Đi E7 đấy thì E7 đó thì sang là các bạn bảo lãnh được người thân.
Còn E7 chữ 3 là đi đi thợ hàn ý, thì lại không cần bằng cấp, nhưng cô thấy cái E7 chữ 3 đi cũng cũng không được nhiều đâu. Cô thì không 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 tìm hiểu lắm, nhưng mà cô thấy cũng có một số đi, nhưng một số thì cũng chưa đi được. À, đóng tàu em đừng nản, Tốn Hương ơi, bởi vì thế này này, bên trung tâm mình cũng có rất là nhiều bạn đi đóng tàu, lương khá là ổn mà. Thì bây giờ những bạn nào may thì đi trước, còn một số bạn còn hỏi cô bây giờ em hủy hủy để em hủy đóng tàu để em thi sản xuất tạo, không được, bởi vì cái hồ sơ của em chưa hết hạn. Em nếu em hủy, em cũng không hủy bằng cách nào, em thi bên ngành nữa là em sẽ không hợp lệ đấy. Hồ sơ em làm là tự nhiên mà sôi hỏng bỏng không nhá. Thôi cứ chờ đi, đóng tàu cũng đừng còn nản, bởi vì đóng tàu cô thấy tới đây nếu như người ta lịch cấp phép thì đóng có cả cái ngành cấp phép, có cả đóng tàu, tất cả các ngành mà, nên là của mình đã thi đỗ rồi mình chờ. Nên đi sản xuất thế đạo tạo hay dịch vụ, nếu như con gái, để cô khuyên các bạn, nếu con gái các bạn sẽ đi nên đăng ký ngành dịch vụ nhà khách sạn nhá, còn các bạn nam thì nên đăng ký ngành sản xuất chế tạo. Còn các bạn đối với ngành sản xuất chế tạo thì là cái chỉ tiêu thì nhiều nhất này, mà cái nói chung ngành sản xuất chế tạo luôn luôn cô thấy vẫn là cái thuận lợi nhất. Nhưng đối với ngành sản xuất chế tạo nó khó khăn ở cái gì? Khó khăn ở cái thi điểm cao, chỉ tiêu thì nhiều nhưng mà điểm cao mà nhiều người đăng ký thì mình bị cạnh tranh đó. Nên là nếu như xác định đi cái này thôi thì mình đã học thì mình học thật cho nó đến nơi đến chốn, cố gắng học để mà thi ngành sản xuất chế tạo nhé. Nông nghiệp thì được, nhưng mà nông nghiệp thì là từ mấy năm trước rất là ok, nhưng bắt đầu từ năm nay là tại sao nông nghiệp cấp phép chậm? Cấp phép chậm vì là các cô dâu Hàn Quốc, các cô dâu Việt Nam đấy trồng hàn là được những cái suất bảo lãnh đấy. Ngày trước ý, là ngày xưa ấy chỉ bảo lãnh bố mẹ ruột thịt thôi, anh chị em cũng không được bảo lãnh. Thế nhưng mà bây giờ là bảo lãnh, theo như cô biết là được bảo lãnh 4 đời, cứ họ hàng là các cô dâu, có những cô dâu bảo lãnh được hàng mười mấy người họ hàng nhà mình sang 15 người đấy. Có một cô dâu ở huyện Chương Mỹ nhà cô, thực tế là cô biết cô ấy bảo lãnh hiện tại là 15 16 người, chị dâu anh trai rồi chú ruột cái đấy sang hết, đang làm ở bên Hàn đấy. Một lúc 15 người như thế thì cái nông nghiệp sẽ được bị cấp phép rất là chậm vì các cô dâu bảo lãnh rồi. Bởi vì nông nghiệp nó theo thời vụ ấy, những lúc mà nó cần ấy là bên đó vào thời vụ, mà nếu mùa đông thì nông nghiệp là ít việc đó. Nên là các bạn mà kể cả các bạn ở huyện nghèo được thi nông nghiệp thì các bạn cũng không cần thi, cố gắng học mà thi ngành sản xuất chế tạo nhé. Còn ngư nghiệp thì là ngư nghiệp vì điểm rất là thấp, ngư nghiệp thì các bạn phải là cùng hộ khẩu ở biển, những các huyện nào ở vùng biển thì các bạn mới được thi ngư nghiệp đấy, chứ không phải là ai cũng được thi ngư nghiệp đâu nhé. Đấy, thương nghiệp ngư nghiệp thì điểm thấp lắm, nhưng ngư nghiệp thì cũng có một số bạn thì sang đấy thì làm và là nuôi trồng thủy sản thì cũng ok, nhưng các bạn mà đi đánh bắt ý, trong tuần hay một tháng mới về thì hơi vất vả. Nếu bạn nào mà kiểu không quen được với cái ngành mà đánh cá đánh bắt ý, là sang là mệt lắm, say say tàu này. Còn nếu mà trồng nuôi trồng hải thủy sản, ví dụ như cô thấy các bạn có một số trung tâm, các bạn học viên trung tâm cô là sang đấy là nuôi hàu này, nuôi tôm này, nuôi cua này, làm rong biển này đấy, thì cô thấy các bạn làm khá là tốt, điểm cái lương rất là cao đó. Thế nhưng mà nếu những bạn nào mà đi đánh bắt ý, thì vất vả lắm đấy. Đấy đấy là các bạn phải 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 lựa chọn. Nhưng quá trình học ấy, trong lúc học và chuẩn bị thi ý, thì các bạn cũng phải xem cân đối là cái lực học của mình như thế nào, thì mình sẽ đăng ký. Đối với là những bạn mà huyện nghèo thi nông nghiệp và bạn thi ngư nghiệp thôi nhá, còn những bạn mà không thuộc huyện đó thì thôi, chắc chắn các bạn phải thi sản xuất chế tạo rồi, chứ không mình không có sự lựa chọn mà. Đối với xây dựng ý, thì cô thấy là khoảng 2 năm nay là xây dựng đi khá là nhanh, nhưng bởi vì xây dựng người ta lấy rất là ít, đúng không ạ? Vừa rồi năm 2024 lấy có 200 người, nhưng thêm vào là được có 230 người đậu thôi. Năm ngoái cũng có mấy trăm người thôi mà, nhưng mà thi đi rất là nhanh. Bởi vì ngày trước các bạn thi xây dựng đi lâu là lý do là bên Hàn, em biết rằng bên Hàn một đất nước phát triển, nó cũng phát triển rồi, nó không như là Việt Nam mình là một đất nước đang phát triển. Đất nước đang phát triển nghĩa là xây dựng rất là nhiều, nhưng Hàn Quốc đã phát triển cũng hò mò, người ta phát triển khá là ok rồi, thì cái xây dựng người ta cũng 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 lấy ít hơn. Cộng với những bạn ở bên đó là du học sinh rồi những người bất hợp pháp đi du lịch sang, mà cái bên các công ty xây dựng là người ta lại thích lấy những người đó, lý do tại sao không phải đóng thuế, không phải đóng thuế, và làm xây dựng là lương thì rất là cao đấy.
đó, nhưng mà người ta lại nhận bất hợp pháp rất là nhiều. À, sản xuất chế tạo đi được hết, đúng rồi, sản xuất chế tạo thật sự là cô đào tạo cái này khoảng đến năm nay là 20 năm. À, đến năm nay là rất là nhiều năm, 20 năm cô đào tạo cái ngôn ngữ Hàn này rồi. Nhưng cô thấy ngành sản xuất vẫn là số 1. Đấy, nên là các bạn đã xác định học, rất nhiều bạn ấy thì bảo là em phải quyết tâm em thi bên ngành sản xuất chế tạo chứ các ngành khác thì em không thi. Bởi vì các bạn đã định hướng ngay từ đầu, mà trước khi mà đi học là các bạn cũng đã hỏi rồi, hỏi mọi người, bạn bè, anh em họ hàng ở bên Hàn rồi, nên là các bạn quyết tâm. Nhưng mà cũng có một số bạn học thì muốn quyết tâm quá nhưng mà lại học không nổi, học không vào. Đấy, nên là nó có những cái khó riêng. Nhưng đối với những bạn mà trẻ mà đã quyết tâm thì cố gắng thi bên ngành sản xuất chế tạo nhá. Đấy là cô khuyên thật lòng luôn đấy. À, bây giờ em học thì kịp mà, đến sang 2025 mới thi. À, ngành dịch vụ nhà khách sạn thì thật sự các em nó là cũng lao động phổ thông, cũng giống như là ngành sản xuất chế tạo thôi. Mà làm thì là nếu như mà làm ở dịch vụ nhà khách sạn thì ví dụ làm tạp vụ ở các khách sạn chẳng hạn. À, nhưng mà tiếng thì nếu như bạn nào, nhưng mà cô thấy là nếu như làm cái ngành nghề đấy, bên ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn ấy, thì là các bạn phải nhìn cũng phải cao giáo đấy. Là còn lại là những bạn mà trong nhà hàng thì không cần, ví dụ trong nhà hàng mình là phụ bếp này, rửa bát này, đúng không nào? Bạn nào tiếng tốt thì nếu mà tiếng tốt thì người ta lại cho mình là order cũng nên, đúng không nào? Đấy thì là những cái bên trong nhà hàng thì không có lo, nhưng mà cô thấy là làm ở bên nhà hàng ấy là việc làm thêm nhiều. Lý do tại sao cô nói thế, bởi vì cô thấy những người mà sang bên đó để mà đi làm bên nhà hàng, mà những người mà đi du lịch xong người ta bỏ trốn ấy, người ta làm ấy, thì luôn luôn toàn làm đến tận 10, 11 giờ đêm, bởi vì nhà hàng người ta hay bán khuya, trong một tuần là người ta lại nghỉ vào vào thứ hai, à, còn thứ bảy nhật thì là không được nghỉ vì nhà hàng thì người ta phải phục vụ đó. Nguy hiểm năm nay trả hồ sơ về lâu quá, đúng rồi, đấy là lỗi hệ thống mạng, em không phải lo đâu nhé, cứ yên tâm, không phải lo lỗi hệ thống mạng mà. Nên là ngư nghiệp không phải một lúc mà hàng loạt bị trả lại, hàng loạt bị trả về đâu, là do lỗi thôi chứ không phải là do hồ sơ các em bị lỗi đâu, nên cứ yên tâm nhé. À, em là E9 được 6 năm chuyển sang E74, giờ về đi lại E9 được không? À, cái này thì em, bạn Thọ Lê ơi, em phải phải hỏi lại xem nhé, ở bên Hàn em cứ hỏi lại, em ở bên đấy lâu rồi em hỏi lại, nhờ các chị mà phiên dịch ấy hỏi lại xem ở bên đó cái luật nó như thế nào, không lúc mà mình về rồi lại không đưa đi lại E9 được đâu, nên em phải hỏi cho chắc chắn nhé. Cảm ơn em đã follow cho cô nhé. Xây dựng đợt vừa rồi là lấy 85 điểm, không biết đợt này thì bao nhiêu điểm thì cô không biết, nhưng đợt vừa rồi là 85 điểm. Nông nghiệp 105 điểm, ngư nghiệp 65 điểm, và sản xuất chế tạo lấy 150 điểm. Đấy, đấy là cô đang nói về cái điểm của cái năm 2024 vừa rồi đấy. Nông nghiệp thì đấy, cô vẫn nói là nông nghiệp thì là không, nông nghiệp thì không chuyển được sang, ví dụ như em ở bên sản xuất chế tạo thì em chuyển được xuống nông nghiệp, nhưng nông nghiệp thì không, mình là nông nghiệp nó thấp hơn, mình không được chòi lên, không chuyển được lên đó. Đấy nên vấn đề là như thế. Nhiều bạn mà ngành dịch vụ nhà thì là cái ngành mà làm ở trong nhà hàng khách sạn đấy em. Hồ sơ em mới gửi rồi, phải chờ khi nào mà lên vạch ba là phải chấp nhận thì mình mới có cơ hội em nhé, chứ bây giờ mới gửi mới được có hai vạch thì chưa, hai vạch mới gửi đi, bên kia chưa chấp nhận thì chưa chưa thể có là đến tháng 11 này được đâu. À, tháng 11 này là một đợt, là đợt cấp phép em ơi, được cấp phép đấy, là cấp phép bên chủ lao động nhận lao động là người ta sẽ nhận các bạn đấy, được gọi là vạch vạch cấp phép đấy. Cảm ơn em đã follow cho cô nhé. À, các bạn ơi, nhiều tin nhắn cô chưa trả lời được hết rồi, cứ để lại tin nhắn, cô để lại tên TikTok rồi cô sẽ xếp tin nhắn. À, nếu để mà nói là năm 2025 có căng không cô, thì thật sự là theo cái sự phán đoán của cô là sẽ căng. Căng là gì? Căng về điểm, điểm nó sẽ cao. À, vì lý do là tại sao? Vừa rồi là có 38.000 người, đây cô đang nói ngành sản xuất chế tạo nhé, 38.000 người thi mà người ta lấy gọi là 12.000 đúng không ạ? Gần 12.000 sao đó, hơn 12.000 mà lấy 150 điểm. Đấy thì nghĩa là còn một lượng bạn thiếu 145, 140 là còn khá là đông. Và những bạn đấy mà bây giờ các bạn lại tập trung quay lại học thì điểm của bạn là rất là cao. Thế nên là các bạn phải cố gắng
đấy đấy là cô phân tích để các bạn hiểu là sang năm có lịch thi nó có căng hay không. Tất nhiên là có một số bạn mà thi không đậu thì các bạn lại đi theo con đường khác, bạn sẽ không không đi Hàn nữa mà bạn có thể đi Nhật hoặc đi Đài Loan hoặc hoặc có sự thay đổi. Thế nhưng mà cái tỷ lệ mà để các bạn thi lại thì còn khá là đông đấy. Nên là những bạn nào mà xác định học nha, phải cố gắng lên, và những bạn nào vừa rồi thiếu điểm thì cũng phải nỗ lực mà ôn đi, chứ không không là sẽ không thi được đâu. Bởi vì càng ngày càng khốc liệt, cạnh tranh lắm. Chứ còn để mà nó điểm 110, 110 điểm như những năm trước thì thật sự là không có đâu. Bởi vì cái lượng người đăng ký quá nhiều. Đấy cũng phải tầm 155 hay 160. Thì nói chung là mình cứ đặt đặt ra một cái chỉ tiêu là à, sang năm kiểu gì mình phải cố gắng thi lấy 165, 60, 70 chẳng hạn. Mình luôn luôn trong đầu mình phải nghĩ như thế thì mình phải có sự quyết tâm. Đấy. Thế nhưng là lại cô lại nói về cái câu chuyện nữa là có một số bạn, cô rất là sợ là ở trung tâm cô ấy là có một số bạn đi thi về, các bạn đi thi trước. À, xong bắt đầu bảo đề dễ lắm, không phải lo đâu. Thế là những bạn ở nhà là nản luôn, cứ nghĩ là dễ, cứ tưởng là tự tin. Các bạn thi sau cuối cùng điểm còn thấp hơn những bạn thi trước. Đấy, những cái đấy nó là một cái rất là lo lắng. Các thầy như như bên cô, các thầy cô họp lại với nhau nói là bây giờ những bạn nào đi thi về thì chia sẻ cái đề thi ở chia sẻ như nào, chứ bây giờ một số bạn dễ lắm mọi người ơi, thế này thế nọ thôi. Các bạn ở nhà ôn tự nhiên nản luôn mà các bạn ngẵng ra một cái lúc đi thi là thiếu điểm. Đấy, trong lớp ôn ấy, trong lớp ôn là các bạn là thường có bạn thi trước thi sau ấy. Đấy nên là đợt này mà tới đây là cô cũng phải quán triệt cái việc đó, để các bạn đi về mà nói như thế thì ảnh hưởng rất tâm lý rất lớn đối với những bạn đang học. Tâm lý là không cần học điểm vẫn đỗ được. À, tự tin thế là bị thiếu điểm. Thật sự là cái đấy là một cái mà cô thấy là cái nổi cộm cái đợt vừa rồi thi ở trung tâm cô đấy nhá. À, nếu như xác giác là không đi được em ạ. À, thì thôi bây giờ mình cũng Duy Cường ơi, mình cũng cứ nghĩ là như thế đi. Điểm sàn như vậy đi để mình cố gắng nhá. À, nên học à. Nhiều bạn đấy quá, cô còn chưa 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 đấy là ngưng nghiệm 5 tháng hồ sơ không được chấp nhận, thôi cứ từ từ em ơi, nó đang bị lỗi hệ thống không sợ đâu em ạ. À, đúng rồi, bạn nhớ bạn nói rất đúng, không học thì chỉ có trượt. Đợi câu đấy là đúng rồi. Bởi vì không học thì rất khó. Online cô có 23 tháng 10 cô khai giảng lớp online nhé. Nhưng mà cô vẫn phải nói với các bạn, online nó sẽ không là học không hiệu quả bằng trực tiếp được đâu. Thế nhưng mà các bạn mà học online là các bạn phải quyết tâm gấp đôi, gấp ba khi học trực tiếp đấy nhá. Cô luôn luôn cô vẫn bảo các bạn nếu sắp xếp được công việc thì đi học thì sẽ học trực tiếp. Còn nếu học online là các bạn phải hết sức là phải quyết tâm. Bởi vì các bạn học online là lý do tại sao cô nói thế. Vì các bạn ngày còn phải đi làm, kiếm tiền, tối lại học. Cái thời gian để ôn từ vựng không có nhiều. Đó, chứ còn các bạn đã học trực tiếp là các bạn miệt mài đi học về xong các bạn là ở ký túc xá xong bạn lại ôn, thì những bạn đấy thì cái tỷ lệ đậu thì rất là cao rồi. Đi E7 trừ 3 thì cô không làm nên cô không biết đâu. Em ơi E7 trừ 3 rất là khó xin visa, tốt hơn hết em đi học tiếng để mà đi đi chương trình E9 đi thôi. Học định hướng là sẽ học lại giáo trình 60 bài, học về văn hóa này, học và với cả học về về an toàn lao động, pháp luật. Đấy, nói chung là học định hướng thì dễ, nếu như tiếng Hàn thì các em không phải lo. Học lại giáo trình 60 bài, một ngày học đến 4 đến 5 bài, 6 bài cơ. Bởi vì các em học định hướng có 3 tuần thôi mà vẫn đi thi, nhưng mà thi nó đơn giản, các em không phải lo. Quan trọng là cứ ngoan, ý thức tốt thì chẳng có vấn đề. Kể cả các em có bị thi mà có bị trượt cái định hướng thì các em lại được thi lại luôn mà. Cũng không phải lo lắng quá đâu nhé. Quan trọng là bây giờ chúng ta mà đã được đi học định hướng rồi thì các bạn sau khi mà chờ bay thì mình cũng phải giữ gìn đi lại cẩn thận đấy, chứ còn nhiều bạn về rồi đi chơi đi bời rồi không may xảy ra cái gì nó rất là tiếc. Được rồi, em xem kênh của cô với nội em thuộc lòng hết quyển 2, quá siêu luôn. À, đi thi à được 200 điểm. Ồ, bạn Hồng Sơn giỏi thế. Đấy, phải học như bạn ý, phải học một cách là thuộc lòng. Có những bạn đã cô thấy nói đến ngữ pháp nào nhớ luôn, từ vựng nào, hội thoại nào nhớ ngay, nghe được hết. Thế bạn mới được 200 điểm. Tất nhiên là có những bạn là cái
cái trí nhớ rất là tốt, nhưng có một số bạn hay quên ý, thì hay quên thì mình phải lại phải cố gắng. Em nông nghiệp gửi hồ sơ lại 23 tháng vẫn chưa nằm im, không phải buồn chung chen, không phải lo bạn chung chen nha, cố gắng lên em, đừng có buồn luôn luôn các em nhé. Cô ấy thì gọi là cô không phải là tư vấn về tâm lý, nhưng mà cô luôn luôn các bạn phải luôn luôn nghĩ là mình phải tích cực ấy, mình phải nghĩ tích cực, thật tích cực ấy thì những cái may mắn sẽ đến, chứ các bạn luôn luôn nghĩ tiêu cực ấy thì là khó lắm, nên là cũng đừng có buồn gì cả. Mình luôn luôn nghĩ trong đầu là nhất định là mình phải đi Hàn Quốc được, nhất định là mình sẽ được cấp visa. Đấy, trong đầu mình phải luôn luôn nghĩ thế thì phải được nhá. Chứ còn bây giờ mình cứ nói là không biết thế nào, không, như thế thì lại là không bao giờ là may mắn đâu nhá. Cô ơi, bên Mỹ Đình cô có lớp không? Cô ở có Vạn Phúc Hà Đông thôi. Em từ Mỹ Đình sang cũng gần mà. Ở cô ở Vạn Phúc Hà Đông nhá. Ở gần làng lụa Vạn Phúc. Đấy, đấy nói thế thì các bạn mới biết. Còn ở Mỹ Đình cô không có, cô chỉ có Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Thi vòng 2 kiểm tra cân nặng không có, nhưng mà cân nặng thì cũng không đáng lo ngại nha. Cái cân nặng chỉ sợ quá thấp thôi, chứ cân nặng thì em còn ăn còn béo lên nữa mà. À, cô chào bạn Táo nhé. Thi vòng 2 thì nó cũng rất là dễ, nhưng mà dễ mà nhiều bạn chủ quan không đi học thì vẫn trượt, bởi vì là đi luyện cái kỹ năng mà, chứ có cái gì đâu. Em mà xác định để mà thi, để thi cái đợt 2025 ấy thì em phải học từ bây giờ, chứ em để ra Tết nữa tháng 3 có lịch thi thì làm sao kịp được. À thế à, cô ơi học hết 60 bài và 960 câu nghe và động nông nghiệp không cô được. Em cứ học hết giáo trình 60 bài đi và học 960 câu, hoặc là bên cô có bộ đề 53 đề. 53 đề em mua cái bộ đề đó xong ôn nữa là ok. À Ngọc Hà, em học ở trung tâm cô 5 hôm rồi à, thế à. Cố gắng lên học Hà nhá. Em vừa học cái khóa 30 tháng 9 đúng không? Cố gắng lên. Học tiếng Hàn thì cũng cũng không phải là dễ, nhưng cũng không phải là khó, mình cứ chăm chỉ là được nhá. Cô em học lớp cô Hồng đúng không? Cô Hồng dạy có ok không Ngọc Hà ơi? Cô Hồng là cô cũng hiền đó. Em cao 1m50 à, 1m64 được em ạ. 1m64 con trai là được 1m60 còn được cơ mà. Nếu em mua sách ở bên cô thì em cứ để lại tin nhắn trên TikTok, thì cô sẽ tư vấn cho. À, ở trên TikTok cô các bạn toàn là mua trên TikTok mà. Khóa tháng 10 khi nào khai giảng? Khóa tháng 10 là ngày 15 tháng 10 cô khai giảng nhé. Ở Vạn Phúc Hà Đông, 17 tháng 10 cô khai giảng ở quận trường Cao đẳng Nông nghiệp quận Bình Tân. À, và ngày 31 tháng 10 cô lại khai giảng tại Hà Nội. 23 tháng 10 khai giảng lớp online, có nghĩa là bên cô là giờ là có cái tháng nào cũng khai giảng. À, online cũng rất là đông, trực tiếp cũng rất đông, có nghĩa là cả ba cơ sở là mấy chục lớp cơ. Nên là các bạn cứ yên tâm là học, nếu xác định thi thì các bạn nên học sớm. Có thể là các bạn không học cô cũng được. Các bạn lên đây để nghe nghe cô tư vấn và chia sẻ cái chương trình này, thì cô muốn là động viên các bạn cứ tìm trung tâm nào uy tín. Nếu trung tâm ở gần nhà mà uy tín các bạn học. Nhưng không nhất thiết phải là cứ phải lên trung tâm của cô, bởi vì bên trung tâm cô thì tận Hà Nội có những bạn xa quá. À, cô ở Chương Mỹ mà. À, xa quá xong rồi đi lại vất vả tốn kém thì cứ tìm trung tâm nào uy tín thì học nhá. Một lớp tầm một lớp của bên cô là 25 bạn, 30 bạn. Đấy, có những thời điểm mà 35 bạn thì cũng phải chấp nhận. Chứ còn nếu như mà đến 40 bạn, hơn 40 bạn là cô lại phải tách lớp. Có ký túc xá em ạ. Ký túc xá là ở luôn, ở tại trung tâm luôn. Ví dụ trong trường nông nghiệp ở Bình Tân, Sài Gòn là khuôn viên, là trong cùng một khuôn viên ký túc xá của trường. Còn ở ký túc xá ở Hà Nội là ở Hà Nội là ở gần đấy luôn, sát trong tất cả ba tòa nhà, cả học cả ở. À, em ở cầu Hà Dục ở dưới Quảng Bị đúng không? Cầu Hà Dục cô biết rồi, cầu Hà Dục. Có ở gần Thượng Vực không? Quê của mẹ cô là ở Thượng Vực, đi Quảng Bị xuống chỗ chợ Rồng ấy em nhé. À, Hồ Chí Minh có ký túc xá em nhé.
Em muốn về Hà Nội học à? Thế Hà Nội học thì là cô ở Vạn Phúc Hà Đông nhé, có ký túc xá 15 tháng 10 cô khai giảng. Nếu như mà tin tưởng lựa chọn trung tâm cô thì là đến nhé. Bên cô ấy thì dạy thì nói chung là các thầy cô nào cũng 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 rất là nhiệt tình. Cộng với cái vấn đề hồ sơ tư vấn thì bên cô là sẽ làm tròn trách nhiệm. Còn và bên cô là có những bộ đề rất là sát đề. Đấy là cô nói thật luôn. À, em có biết Thượng Vực, đúng rồi, Thượng Vực là quê của mẹ mẹ đẻ cô đấy. Cô thỉnh thoảng vẫn về Thượng Vực. Thế là em ở cầu Hạ Dục à? Cố gắng lên học là cố gắng nhé. Cô Hồng nhiệt tình, đúng rồi, cô Hồng cũng hiền mà, cô nhiệt tình ấy. Cô Hồng là cô trường học nhân văn khoa tiếng Hàn này, trường nhân văn mà cô Hồng có topic 6 đấy. Nói chung cô Hồng rất là nhiệt tình mà cô hiền, cái cô hiền cô nhiệt tình. Các bạn phải cố gắng học thật tốt. Nếu mà học mà các bạn muốn chắc thì các bạn nên đi khám sức khỏe. Ví dụ đến trung tâm cô ở Hà Nội ấy, thì bên cô là có một cái chú là chú chuyên đưa các bạn đi 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 khám Nhật Bản và Đài Loan, thì các bạn chú sẽ đưa đi khám. Còn nếu như các bạn khám ở nhà cũng được, tổng thể ở nhà xong trước khi đi học thì nên khám để cho mình đỡ bị lăn tăn là không biết sức khỏe mình có đủ điều kiện không nhé. Sang năm, để đầu sang năm Thanh Hóa gửi hết hồ sơ đến khi nào? Thanh Hóa thì các anh các chị ở sở người ta gửi lâu rồi chứ, gửi rồi, nhưng mà bây giờ có một số thì bạn lên một vạch hai vạch, cũng hình như cô vẫn thấy các bạn nói là có bạn lên được vạch chấp nhận rồi đấy. Nói chung là tất cả các tỉnh là khi các bạn nộp hồ sơ xong, người ta nộp xong hết hồ sơ là các tỉnh người ta gửi hết ra bộ rồi chứ, chứ không ai để ở sở đâu. Tại vì các anh các chị cũng muốn là các bạn phải gửi xong để gửi ra bộ, để bộ đưa lên để các bạn nhanh bay, mà tỉnh nào cũng muốn cho người của tỉnh mình được bay chứ, đâu có người ta không om hồ sơ đâu nhá. Chỉ có là ở bộ lao động là không thể một lúc người ta đưa hết hồ sơ lên, người ta sẽ đưa hồ sơ lên từng đợt, thì các bạn mới có vạch số 1 là vạch đạt đấy. Có những bạn này vẫn no data, nhưng mà bạn không lập được tiến trình, hồ sơ vẫn chưa đẩy lên được, thì chắc chắn là vẫn chưa nộp, chưa 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 kiểm tra và chưa lập được tiến trình là đúng đấy nhé. Khám sức khỏe 71 kg mà giờ còn 63, có không sao? Chẳng vấn đề gì cả, 71 rồi giờ còn 63 có sao không, không sao cả, quan trọng mình vẫn khỏe mạnh có gì đâu. Không, không có, không phải sang năm các bạn. Có rất nhiều bạn hỏi cô là nghe nói là sang năm người ta sẽ giới hạn hồ sơ đăng ký, cho đăng ký, như giới hạn không có. Các bạn vẫn đăng ký bình thường, không có sự giới hạn. Vấn đề là cái người mà đăng ký nhiều và chỉ tiêu ít thì điểm nó mới cao. Thì các bạn phải cố gắng cạnh tranh mà. Bây giờ người ta không có cái kiểu giới hạn đăng ký nhá. Các bạn không 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 nên tin những lời nói như vậy. Nếu mà em đi theo bộ á, em đi theo bộ thì nó cái phí rất là rẻ. Phí các bạn đi bộ là hết có bao nhiêu, 15 triệu tiền vé máy bay đúng không ạ? 100 triệu cái phí trong trốn. Khi em đi 4 năm 10 tháng về thì em lấy lại. Thế nghĩa là mình có mất tiền đâu. Mất tiền học và tiền vé máy bay thôi mà. À, em đi 2 lần rồi về còn. À bây giờ thì tại vì cũng có một cái chương trình ấy là ở trên trường Sona, người ta lấy những bạn nào đi E9 2 lần về rồi là người ta sẽ nhận các bạn để đi sang làm thợ thợ hàn à. Đấy, nếu như bạn nào đi thì vẫn đi, bởi vì thường thường hết 2 lần về là hết gần 10 năm rồi là muốn đi lại. E9 là không đi được nữa, nhưng bây giờ bên Hàn người ta cần thì người ta lại lấy cái diện là các bạn đi về rồi cơ. Đó, nhưng mà thật sự là ở Sona là cả mấy cái anh ở trên Sona giám đốc cũng bảo là cô sẽ tuyển với sẽ tư vấn, nhưng thật cô không có thời gian nữa. Bạn nào mà cần cứ lên trên đấy mà đăng ký hỏi nhá. Người ta đợt này lấy cũng khá là đông đấy. Cô ơi, một khóa của mình trong thời gian học là 4 tháng em ạ. Học một khóa 4 tháng và khi mà có lịch thi ôn 2 tháng chuyên luyện đề nâng cao nữa nhé. À, em ở Bình Phước có đăng ký được không? Được em nhé Ngọc Huyền ơi. Ở tất cả 63 tỉnh thành không có một tỉnh, một huyện nào cấm cả. Ở đâu các em cũng được đăng ký đi cái chương trình E9 đi Hàn này nhé. Không có giới hạn tỉnh huyện nào cả. Hai vạch kịp tháng 11, phải đợi đến khi nào em được 3 vạch thì lúc đó mới có cơ hội nhé. 23 tháng 10 nhập học, em hồi hộp quá cô ơi. 23 tháng 10 là học online đúng không em?
Cô ơi, em nộp hồ sơ được một nộp hồ sơ mà một tháng mà vẫn chưa lập được tiến trình, nghĩa là cái hồ sơ của em chưa được úp lên hệ thống mạng nên em chưa lập được, để chờ úp lên em mới lập được tiến trình. Không được lo lắng, không phải hồ sơ mình lỗi hỏng như thế nào đâu, mà hồ sơ mình chưa được được đưa lên thôi nhá. Ở học online thì đơn giản em ạ, nhưng mà em phải vào tiếng Hàn Kulivan của cô học trước đi nha, học trước xem trước đi, tham khảo trước. Hồi hộp đây này, bạn ấy đang bảo là cứ hồi hộp đi rồi ngất ngơ sau. Bạn ấy buồn cười quá. Em cảm ơn, là em cũng muốn học mà đang mơ hồ quá. Không có gì là mơ hồ, cứ học thôi. Mình đi cái chương trình này là công khai, chương trình là của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đi không có mất phí. Đúng không? Tiền máy bay của mình, tiền học của mình, có mất đồng nào đâu. Đúng ạ? Những cái ví dụ tiền máy bay, tiền đồng phục của Bộ Lao động, những cái đấy là của mình mà. Mình chẳng phải nộp cho ai cái gì cả. 100 triệu mình nộp cho ngân hàng chính sách của huyện nhà mình, sau khi 4 năm 10 tháng về mình lấy lại. Chứ có nộp cho ai cái gì đâu, đúng không nào? Đấy nên là ở trên trên Bộ Lao động, trên trang người ta cũng nói là chương trình này là phi lợi nhuận một gì. Đấy nên không có phải lo, quan trọng nhất là bây giờ mình phải cố gắng học, học thật tốt, mơ hồ là tất nhiên là mơ hồ học rồi thành mơ hồ hẳn. Đúng rồi, học nhiều khi các bạn ấy học nó hơi bị kiểu như nó bị áp lực ấy. Thật sự là cái tiếng Hàn nó không có khó, các em học cái này chương trình sơ cấp mà, làm sao không phải lo lắng thế đâu. Nếu viêm gan B em ở thể hoạt động là không đi được, em thể không hoạt động, thể tĩnh thì vẫn đi được. Từ tháng 2 à, từ tháng 8 hay tháng 10 năm 2022 người ta vẫn lấy rồi mà. Học trên kênh của cô, nếu em học tốt em vẫn đỗ mà. Vấn đề là em đã mua sách chưa? Quân ơi, em phải có sách thì em cố gắng phải lấy mua cái bộ sách bên cô để mà học theo clip đấy nhá. Chi phí tổng là cô đã vừa nói đấy, tổng có đáng bao nhiêu tiền đâu, tiền vé bay thôi, tiền 100 triệu kỳ quỹ trong trốn khi trước khi bay em mới đóng, thì đóng vào ngân hàng chính sách của huyện khi về em lấy lại mà. Học tiếng Hàn dễ, em cứ vào, các bạn nếu như các bạn còn đang lo lắng thì các bạn cứ vào tiếng Hàn Cô Lưu Vân đấy, em cứ vào tiếng Hàn Cô Lưu Vân xong bắt đầu là em sẽ học thử xem, nếu học được thì lúc ấy đăng ký học, và học được thì hãng mua sách. Em sợ đi vòng, đi thi vòng 2 áp lực, chẳng có gì áp lực, đi thi vòng 2 là dễ nhất rồi. Cái vòng 1 khó đến mấy mình còn được, cái vòng 2 nó quá đơn giản. Không có phải lo nhé. Trường Busan á, trường thì cô không biết đâu. Bởi vì cô không có làm du học nên cô không biết em ạ. Đấy, em phải 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 hỏi những bên trung tâm người ta làm về 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 du học ấy, chứ lâu nay khoảng 2 3 năm nay cô không làm du học nữa. Du học làm nhức đầu lắm ạ. Du học thì đợt trước cô cũng làm cũng được đấy, nhưng khá là đông đấy, nhưng mà vấn đề cái tiền, xong rồi các bạn tiền học phí gửi sang mà các bạn thiếu và bị trượt visa phỏng vấn đại sứ quán, người ta gửi lại muộn là mệt lắm. Có chứ, 15 cô bay vào Sài Gòn, 15 khai giảng buổi sáng ở Hà Nội, xong là chiều cô bay vào Sài Gòn, để 16 các bạn lên thủ tục nhập học, đến 17 là khai giảng mà. À, chờ đi Hàn ý, là cái chứng chỉ này là 2 năm là hết hạn. Có những bạn nào mà gọi là số không may mắn thì đến đúng gần 2 năm các bạn mới được đi. Còn đại đa phần là các bạn đi sớm nhá. Đấy là nói những cái gì thật là phải nói thật và tư vấn thật với các bạn. Các em đã xác định đi chương trình E9 này các bạn phải chờ đợi trường kỳ đấy. Chứ không phải là mình học xong là mình thi đỗ là đi luôn đâu. Nếu mà thi đỗ mà nhanh nhất là 3 tháng rưỡi, 4 tháng các bạn sẽ đi. À, 16 kết thúc khóa học. À, thế thì là hôm ý thì là cô sẽ vào, em là học ở lớp cô Tú đúng không? Lớp cô Tú. Nếu 16 kết thúc là học lớp cô Tú ca sáng. Đúng rồi, phòng 402. Em học thế nào thì cố gắng học nhá. Đợt này mà học xong khóa thì về phải ôn luyện, có lịch thi là lên ôn vòng 2 à, lên lên ôn 2 tháng nhá. À, chưa lập được tiến trình bạn Hòa ơi, chưa lập được tiến trình nghĩa là hồ sơ của em chưa được úp lên, thông tin của em chưa được úp lên mạng, chưa lập được tiến trình, em phải đợi nhé. Em vẫn mơ hồ cô ơi, nếu mà mơ hồ thì học lại một khóa nữa đi. Mơ hồ học lười để còn bảo mơ hồ. Phải cố gắng lên nhé. Nói chung là
À, học cái này là mình phải chăm chỉ thôi, chứ còn không chăm chỉ là mơ hồ thật đấy. Đi Hàn Quốc duyệt thạc sĩ thế nào? Duyệt thạc sĩ thì cô chỉ nghe biết là thạc sĩ là những bạn nào có bằng đại học thì đi giảng du học thạc sĩ, học là một tuần là học một buổi hai buổi, còn đâu đi làm. Đấy, đấy là cô biết. Đi thời vụ là 18, đúng rồi, đi thời vụ là giờ hiện tại ở trên Bộ Lao động người ta thông báo có mười mấy tỉnh được đi đấy. Nhưng mà đi thời vụ thì cô nghĩ là chỉ được mấy tháng, 8 tháng à. Nếu như bạn nào mà đi thời vụ mà cái tỉnh đấy, huyện đấy được thì cũng nên đi. Còn không thì theo cô, rất nhiều bạn là có người nhà là được bảo lãnh sang diện, đi xa thời vụ, đi sang bảo lãnh đi, nhưng các bạn không thích bởi vì vừa mấy tháng đi làm xong rồi lại về. Nên các bạn chuyển sang là đi I9 thì các bạn sẽ đi một cái hợp đồng dài ấy. Em học 4 tháng, đậu giờ 3 vạch rồi, có may mắn quá. Thế là may mắn 3 vạch rồi thì hiện Long ơi, đến hy vọng là đến tháng 11 này em được cấp phép. Chúc em thành công nhá, chúc em cấp phép nhá. Nhanh chóng được ăn kim chi Long nha. Chưa được tiến trình thì Hải Quân ơi, chưa được tiến trình nghĩa là hồ sơ em chưa được lên, chưa được úp lên trên trên hệ thống, nên cứ chờ các anh các chị ở trên Bộ Lao động người ta úp lên thì em mới xem được tiến trình nhá. Cứ chờ thôi, cứ từ từ, không phải lo lắng. Không thể nóng vội được bởi vì cái này phụ thuộc hoàn toàn vào Bộ Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Hàn Quốc nhá. Giờ E9 là đúng rồi, giờ đi E9 thì tỷ lệ chọi khá cao đấy. Năm nay là lấy 150 điểm mà. Nữ thì đi sẽ chậm hơn em ơi, nữ thì là hầu như là sẽ chậm hơn so với nam. Đó, chậm hơn. Nên là cũng phải chờ. Nữ thì các bạn nếu như mà ở huyện nghèo thì các bạn nữ sẽ đi nhanh hơn. Còn đối với mà thi sản xuất chế tạo, nữ sẽ chậm hơn. Đấy. Nữ là không thể nhanh được bằng nam đâu. Nên là xác định đi cái này thì các bạn cũng phải cố gắng nhiệt tình học thi đỗ rồi chờ nhá. Ngành dịch vụ nhà khách sạn nếu như mà có lịch thi thì chắc chắn ngành đấy cũng khá là tốt. À, 44 tuổi thì quá tuổi rồi. Em ơi quá tuổi rồi, chỉ lấy đến 38, dưới 39 tuổi là 38 tuổi thôi em nhá. À, nếu như mà em muốn học ấy thì học để biết thì học vẫn học được, nhưng đối với đi chương trình E9 này thì quá tuổi rồi. Nông nghiệp ấy là nông nghiệp chỉ những huyện nghèo mới thi được thôi em nhé. Nông nghiệp trong đợt này cấp phép khá là ít. À, lịch tháng 11 ở Sài Gòn là 20 tháng 11 ở Sài Gòn khai giảng em ơi. Có chứ, tháng nào chả có lịch học định hướng, tháng nào chả có lịch bay. Người ta lấy khá là nhiều, nhiều lắm, năm ngoái bay được mười mấy nghìn người cơ mà. Năm ngoái em biết rằng 2023 bay được 13 hay 13 nghìn người. Nếu như năm nay ý, thì chắc là bay cũng khá còn nhiều hơn đấy. À, ở Thái Bình hay là ở tỉnh nào hiện tại bây giờ, nếu mà lịch nó thông báo chung cho cả nước chứ không có thông báo theo từng tỉnh từng huyện nhé. Năm sau thì chắc phải đầu năm 2025 là nghĩa phải tầm tháng 3, tháng 4 chẳng hạn. À, 44 tuổi học để biết và sang làm tự do có thì bên 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 chị thì có cái chương trình học online. Còn nếu em muốn học trực tiếp thì ngày 15 tháng 10 khai giảng ở Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội nhé. Em nữ 18 tuổi bây giờ mới học tiếng. 18 tuổi là trong độ tuổi đi rồi em cứ học, cố gắng học đi. À, hiện tại em đang làm lễ tân khách sạn hơn 3 năm mới đi dịch vụ mà không biết điểm sàn cao không, cố gắng. Nếu thì em cứ cố gắng học đi nhá. Tới đây có lịch thi thì em đăng ký cái ngành đấy. Học tiếng cơ bản mà bay được rồi. À, cô hay phải đạt một mức độ nào mới bay được? À, học cái tiếng EBS mà TOEIC đi thi về E9 đi sang Hàn ấy, làm việc ấy là chỉ cần thi đỗ cái chứng chỉ đó thôi. Chứng chỉ này nó dạng chỉ TOEIC 1. Nghĩa là chứng chỉ này thì nó chỉ có phần đọc và phần nghe. 20 câu nghe, 20 câu đọc, mỗi một câu là 5 điểm. À, đấy là điểm cao nhất là 200 điểm, nhưng vừa rồi người ta lấy là 150 điểm. Đấy, chỉ cần như thế là các bạn đủ điều kiện để đi sang Hàn thôi nhé, chứ không phải thi cấp độ tiếng Hàn nhé. Giờ học thì có kịp chưa em? Cố gắng học luôn từ bây giờ đi nhé. Chứ đợi đến khi mà các bạn người ta mà báo lịch thi mà với đăng ký học thì không bao giờ đỗ được.
Lý do tại sao? Bởi vì là người ta chỉ báo trước có 1 tháng rưỡi với 2 tháng, mà cái lịch để mà học hết giáo trình 60 bài này là phải là 4 tháng. Xong đó mình tiếp tục ôn đề. Nếu mà nữ, đấy là cô vẫn đang khuyên các bạn là nếu như tới đây trong sang năm 2025 mà có nghịch ngành dịch vụ nhà khách sạn ý, thì các bạn nữ nên đăng ký ngành đó nhá. À, có nghĩa là thi thì chung một kiến thức em ạ. Ngành dịch vụ nhà khách sạn đến nông nghiệp, ngư nghiệp, tất cả các ngành nghề thi là chung, chung cái kiến thức, chung cái giáo trình đó và chung những cái đề đó. Thế nhưng mà từng ngành người ta sẽ lấy điểm thấp, điểm cao. Đấy, ví dụ ngành sản xuất chế tạo cũng là thi chung, nhưng mà sản xuất chế tạo vừa rồi lấy 150 điểm. Mà ngành nông nghiệp thì lấy 105 điểm. Ngành, đúng rồi, ngành ngư nghiệp lấy 85 điểm, 65 điểm. Đấy, có nghĩa là các bạn biết rằng chung một ngành nghề những điểm nó thấp thôi, chứ còn không phải là thi riêng, học riêng một giáo trình khác đâu nhé. À, nếu như đi Hàn lương cơ bản là bây giờ là 19, 1 triệu 900 bao nhiêu không nhớ, nhưng mà tầm nếu mà tiền uân của Hàn ấy bây giờ nó cũng đang thấp. Nếu mà cao, cái thời điểm cao là các bạn phải được 40 triệu 8 tiếng, chưa kể làm thêm. Đi Hàn thì vẫn là tốt nhất rồi, lương cơ bản, và nói chung ngoài lương cơ bản ra mà làm thêm thì lương các bạn còn cao nữa. Đấy, vừa nãy có một bạn tên là Sơn, bạn ấy quê Thanh Hóa, bạn ấy lương cơ bản như thế thôi, nhưng bạn làm cũng khá là nhiều thời gian làm thêm, lương bạn được 70 triệu đấy. Bạn vừa nhắn trên 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 đang live stream một cô đấy. Nói chung là đi Hàn thì lương khá cao, cao nhất trong các thị trường như là Nhật và Đài. Còn ví dụ châu Âu, Úc các thứ thì cô không biết, nhưng mà để mà nói các ngành ví dụ như là các bên là Đài Loan hay Nhật Bản, thì với cả Hàn Quốc, thì trong 3 cái nước của châu Á này thì là Hàn Quốc vẫn là cái lương cao nhất. Đấy, thế nên là cái lượng người đăng ký rất là đông, dù chỉ tiêu rất là nhiều nhưng vẫn tỷ lệ chọi khá là cạnh tranh, rất là cao đấy. Nếu em học kém em sẽ chào em nhé. Nếu như học kém hoặc ngành xây dựng cũng được thôi, nhưng mà quan trọng là xây dựng thì là người ta lấy chỉ tiêu ít, nhưng mà cũng ít bạn đăng ký ngành xây dựng mà. Nhưng mà đợt này 1 2 năm nay là xây dựng cô thấy các bạn ý là đi cũng nhanh hơn. Giờ Nhật về hay chưa tay, trừ giờ tay trừ còn lại có 10 triệu cho người mới. Ôi buồn nhờ, đi Nhật lương thấp quá, về trừ hết đi còn có hơn 10 triệu thì bằng ở Việt Nam đúng không em? Nên cũng bên cô cũng có khá nhiều là các bạn đang làm việc bên Nhật và học lớp online của bên cô. Bạn ấy bảo cố gắng học online xong rồi tới có lịch thi thì bạn về để đăng ký thi. Đấy, nếu đỗ thì là bạn sẽ đi Hàn, bạn sẽ không ở bên Nhật nữa. Cảm ơn em đã follow cho cô nhé, bởi vì là lương bên Nhật thấp. Mà rõ ràng là khi mà học online ấy, thì là bên cô là dạy từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối, mà bên đó là 9 giờ, và 9 giờ bên đó mà học xong rồi mình có 10 giờ thì bên bên Nhật đã là 12 giờ, nhưng các bạn vẫn phải theo đấy, mà ngày các bạn còn đi làm đấy. Đấy nên là có một số bạn cũng quyết tâm cao, cứ khóa online nào bên cô cũng có các bạn ở bên Nhật học. À, em thi mới đậu, đang chờ là học chờ lịch à, thế chủ đang chờ lịch thì ok. Ngành nông nghiệp bay nhanh, nông nghiệp mấy năm trước bay nhanh nhưng bây giờ là sẽ chậm hơn một chút. Như cô vừa nói vừa nãy đấy. Khóa vừa rồi xây dựng không một mống nào. Khóa vừa rồi là cái khóa học định hướng đúng không? Mỗi năm chỉ có một đợt thi thôi à? Cô một năm có năm thì thi 2 đợt, nhưng mà từ năm ngoái là thi một đợt, xong rồi đến tháng 10 là thi đóng tàu. Còn năm nay là thi cả 4 ngành nghề thì là thi có một đợt từ tháng 3 đến tháng 6. Đúng không nào? Bắt đầu từ tháng 3 là trong miền Nam, trong các khu vực miền Nam thi, xong rồi ngoài Bắc thi dần dần đến tận tháng 6 mới kết thúc. À, ngành nào bay nhanh thì cái này thì nhanh hay chóng là phụ thuộc bên phía Hàn Quốc, chứ còn không phải ngành nào bay nhanh mà ngành nào bay chậm. À, cô ơi liệu đang có visa du lịch thì đi được chứ sao, em có visa du lịch thì em vẫn đi được E9 mà. Cái visa du lịch của em là em chỉ đi du lịch thôi, còn đây là em đi dạng visa E9 là đi sang làm việc thì cũng chẳng có sao cả.
À, trong Nam được thi trước là chỉ có năm nay là năm 2024 là vì lượng người đăng ký quá đông, mà trong miền Nam thì các bạn là đăng ký ít hơn, ngoài khu vực từ miền Trung ra ngoài Bắc là đăng ký rất là nhiều thì người ta sẽ cho miền Nam thi trước. Đấy. Đấy do sắp xếp thôi, cũng chẳng biết mỗi năm có sự thay đổi khác nhau chứ không phải năm nào cũng vậy. À, bên do bên phía Bộ Lao động Hàn Quốc người ta sắp xếp chứ còn không phải là mình muốn thi lúc nào là được đâu. Lịch đăng ký thi thì phải chờ Bộ Lao động người ta thông báo, mà Bộ Lao động là bên Hàn Quốc ấy, người ta phải thông báo cho Bộ Lao động Việt Nam nhá. Bởi vì cái lịch thi hay là chỉ tiêu là lại phụ thuộc tất cả bên Bộ Lao động Hàn Quốc, bên Colab ấy, bên HRD ấy, đấy gọi là bên HRD. HRD nó là viết tắt của cái mà nguồn nhân lực đấy. Khi nào có lịch đăng ký thì mình phải phụ thuộc vào bên Hàn nhé. Đấy, có một số bạn hỏi, cô Hùng đang chưa chưa trả lời hết được. Em bỏ Nhật về đi Hàn cô ơi. Em sang Nhật được lâu chưa? À, nếu như mà mình mà sang mà vẫn còn chưa đủ vốn, mà vẫn còn đang cái tiền kia, mình cái tiền mình đi mất đi để mình chưa được hòa được cái tiền đấy thì cũng phải cố mà làm đã. Còn cái việc học thì cố gắng học dần đi. À, trong tiếng trên kênh tiếng Hàn cô Ly Vân của cô ấy là có cô dạy rồi thì cố gắng là chăm chỉ học ở đấy. Chứ bây giờ mới sang, nhiều bạn mới sang muốn về thì cô bảo không nên về. Giờ về như thế tiền mình bỏ ra hơn 100 triệu thì chưa lấy thu được về, mà lại về nữa thì lại còn học 4 5 6 tháng nữa. Thế các bạn ấy chọn là đi học online, của bên trung tâm cô. À, nếu xem thông báo để đăng ký thì hiện tại bây giờ chưa có. Khi có lịch đăng ký thì trên trang của Bộ Lao động là người ta sẽ thông báo, chứ chưa có lịch đăng ký thì người ta sẽ không có đăng lên đâu em nhé. Nếu thông thông tin thì chỉ sau này lúc nào chuẩn bị có lịch thi người ta phải thông báo trên trang đó thôi. Chứ người ta không có thông báo trước cho mình, chỉ thông báo trước 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thôi. Đấy, cái riêng cái ngành A9 này nó như thế. Ví dụ như là bảo là người ta không thông báo trước là từ giờ đến cuối năm, tháng mấy năm bao năm 2025 là bên Hàn sẽ tổ chức thi. Nhưng người ta không thông báo, người ta toàn báo đột xuất thôi. Nên nhiều khi là mình cứ phải chủ động đi học trước. Nhiều bạn mà chủ động đi học trước thì không sao, cho có những bạn có lịch thi bắt đầu cuống cuồng đi học cấp tốc á, điểm thiếu không đỗ được, đỗ được thì rất là ít. Chỉ có một số mà bạn mà được lớp cấp tốc bên cô ấy, là các bạn học được có 2 tháng mà đỗ, là lý do là các bạn đã học trên trên trang của cô rồi. Đấy, các bạn học lại thì các bạn lại nhiệt tình học, chăm chỉ học thì mới đỗ thôi. Nên là các bạn đã xác định đi chương trình này các bạn phải học trước đi. Học trước đi xong rồi có lịch thi là mình chỉ đi ôn thôi. À, sao lần lâu lâu livestream của cô lại bị lag à? Không biết là cái mạng nhà cô ở đây không có vấn đề gì đâu mà. Đúng rồi, cô thấy cứ chậm chậm ấy. Có, theo như cô được biết là sang năm là có cái ngành đó, ngành dịch vụ nhà khách sạn đấy nhá. À, topic 2 nhỏ với EBS có liên quan gì đến nhau không? À, có nghĩa là cái topic 2 nhỏ thì đấy em thi cấp độ thôi. Còn nếu em muốn đi chương trình EBS này thì em phải thi thi là EBS. Và còn đối với ngữ pháp thì là ok giống nhau, nhưng đối với từ vựng thì nó lại khác nhau. Thì em phải học từ vựng khoảng tháng mấy năm, chắc phải đầu sang năm hoặc tầm tháng 2, tháng 3 là phải có thi nhá. Đấy là theo cô được gọi là hóng được và biết được người ta nói, chứ người ta cũng chẳng thông báo đâu. Thì bây giờ thôi là mình cứ hy vọng là có để mình để lấy cái động lực để mình học từ bây giờ, đúng nào? Chứ nhiều khi học coi như học lại từ đầu hả cô? À, học học coi như không, học coi thì tất nhiên là nếu như em muốn học cái giáo trình EBS này thì là em vẫn cứ học lại một khóa, nhưng mà cái từ vựng của em thì là em phải từ vựng thì có một số từ thì ok, nhưng có những từ nó liên quan đến đặc thù của lao động ấy thì nó khác, thì em phải học. Còn cái ngữ pháp thì chắc là em sẽ tốt rồi. À, học một ngày ở trung tâm 4 tiếng và học ở nhà 2 tiếng là ổn. Quan trọng là Nam ơi, quan trọng là một
ngày mình sẽ học được bao nhiêu từ và cái ngữ pháp của mình đặt câu như thế nào nhé. Một ngày học được bao nhiêu từ vựng mình phải đặt hạ quyết tâm thật cao nhé. Nữ 9 sinh năm 93 vẫn đi được nhé. Bởi vì lấy từ độ tuổi từ 18 đến dưới 39 tuổi mà em vẫn đi được bình thường. Chỉ cần học thi đỗ. Cô nhớ em không? Bạn Lâm Minh Thư, cô không nhớ. Rồi nhiều bạn cũng không đang không nhớ lại, các bạn cứ dùng các nick nó khác ấy, nên là cô không nhớ được. Đang học quyển nghe. Sinh năm 88 vẫn có cơ hội em ạ. 86 vẫn đủ cơ hội mà. Nếu mà tăng dự kiến thì cũng không biết được. Bạn thích Vivu, cô nhớ em không? Nhiều bạn mà cô không nhớ bởi vì các bạn là cái nick của các bạn cô không nhớ đâu, bởi vì các bạn dùng nick không phải tên ấy. Vì cô thì lại rất rất nhiều học sinh, nhiều lắm. Thi nghe nếu mà thi topic, EBS topic này nó rất là dễ. Nói chậm. Mỗi một câu là nói hai lần. Đó, nên là cái nghe nhiều bạn là ăn điểm ở phần nghe. Cái phần đọc thì các bạn hay sai vì những khi liên quan đến cấu trúc ngữ pháp. À không, phỏng vấn vòng 2 dễ đơn giản, có mỗi giới thiệu bản thân, chakisuke mà. Có gì đâu, dễ, học kỹ năng nghề cũng dễ. Quan trọng vòng 1 khó khăn mình còn thi đỗ nên vòng 2 không phải lo nhá. Vòng 2 không các bạn cứ chỉ chăm chỉ một chút, giới thiệu bản thân thì nó đơn giản mà. Học cấp tốc thì học kiểu gì cho nhanh vậy cô? Cấp tốc thì thật sự là nếu như có lịch thi thì cô chỉ mở cấp tốc ở Hà Nội thôi. Học cấp tốc nghĩa là phải học nhanh, một ngày mình học một bài nhưng học cấp tốc hai bài. Đấy, nó chỉ vậy, gọi cấp tốc như thế. Cô giáo cũng mệt mà học trò cũng mệt, áp lực vô cùng. Nên là ở Sài Gòn là cô sẽ không bao giờ mở lớp cấp tốc, mệt lắm. Nên là cứ chỉ mở ở Hà Nội thôi. Còn Sài Gòn thì cứ mở lớp bình thường. Nếu các bạn đi thi mà thiếu điểm thì lại quay lại học. Bởi vì trong cái thời điểm mà các bạn không đi học trước ý, khi có lịch thi rồi về đăng ký thi ý, đăng ký thi xong mới đi học ý, thì các bạn phải chấp nhận là học cấp tốc. Mà học cấp tốc thì rất mệt. Học cấp tốc là mệt lắm. Các bạn học không vào, các bạn nản bỏ hết à. Đợt thi tiếp thì chắc phải tầm sang năm 2025 là có thể tháng 2, tháng 3 hoặc tháng 4. Đấy, trong cái những cái tháng đó. Dự kiến thì người ta vẫn nói là trung tuần tháng 2, tháng 3. Bạn Trung lại chào cô nhé. Cô chào bạn Trung nha. Qua năm bao điểm thì vòng 2 được. À, nói chung là bây giờ thì chưa biết là bao nhiêu điểm được học vòng 2 cho cái kỳ thi sang năm. Thì bây giờ là mình cứ tập trung vào học. Bởi vì sang năm lấy bao nhiêu điểm thì cũng không ai đoán được. Nhưng mà mình trước mắt là mình học để mình thi điểm vòng 1 đỗ đã. Còn vòng 2 thì cực kỳ dễ, không phải lo. Cô đoán khoảng không 170 thì cô nghĩ không có. 170 điểm thì cô nghĩ không có đâu. Nhưng mà vấn đề 150, 60, 65 thì cũng đấy là cái để mình suy nghĩ. Nếu E7 thì em cứ học cái chương trình EBS này cũng được em nhé. Bởi vì cái chương trình EBS này nó là phục vụ cũng trong công xưởng nhà máy. Thì em đi E7 thì học cái này là tốt. Chứ em cũng không nên học cái giáo trình tổng hợp. Cứ học cái EBS này đều được à. Chào bạn Việt Anh nha. Đấy, bây giờ tối thứ 6 nên là các bạn cũng được nghỉ ngơi. Để thì các bạn cũng hay lướt TikTok. Cô cứ hôm nào rỗi thì là bắt đầu lại trò chuyện với các bạn. Đúng rồi, quan trọng vẫn là từ vựng. Bởi vì cái từ vựng rất là ok. Và nếu như mà từ vựng không biết thì chẳng làm được cái gì cả. Chẳng dịch được, chọn đáp án cũng sai. Kể cả phải có tư vựng thì là mình mới nghe được. À, ngành dịch vụ có đi nhanh hay không thì cũng chưa biết được đâu nhé. Bởi vì là cái này nó phải phụ thuộc vào chủ sử dụng lao động thôi mà. Quan trọng là có lịch thi, mình thi đỗ là mình chờ. À, hồ sơ của em gửi 2 tháng rồi vẫn để gì không ạ? Gửi lại 2 tháng. Của em là gửi đi xong lại bị trả về đúng không? Trả về 2 tháng thì
thì em vẫn chưa được gửi đi, thì nghĩa là hồ sơ chưa sửa và chưa được gửi đi thì em phải chờ. Vòng 2 nghĩa là vòng kỹ năng nghề nghề, trong đó là có phỏng vấn, giới thiệu về bản thân và gia đình, xong kỹ năng nghề các ngành nghề nhanh tay nhanh mắt thôi chứ không phải nghề, gọi là kỹ năng thôi mà. Nhưng mà khi các bạn học vòng 1 đỗ rồi thì cố gắng phải học vòng 2. À, có nếu như khai giảng online hay trực tiếp à em, nếu trực tiếp ở Hà Nội là ngày 15 tháng 10 là khai giảng ở Hà Nội ca sáng, còn nếu như là ở Sài Gòn là 17 tháng 10 và online là ngày 23 tháng 10. Tháng nào trung tâm cô cũng khai giảng lớp online ngày 23 tháng 10 em nhé. Bạn nào mà học hỏi hỏi khóa học ấy, muốn tư vấn khóa học cứ để tin nhắn trên TikTok cho cô. À, sang năm thi thì chắc là cũng phải tầm tháng 3, tháng 4 gì đấy. À, có sách cô có chứ, có cái sách và có file nghe mà. Có sách giáo trình 60 bài hoặc là các bộ đề đều có file nghe đáp án hết à. Em chỉ học trên giáo trình của cô, đúng rồi. Nhưng mà cố gắng học thật kỹ cái lượng từ vựng, cái ngữ pháp là được mà. Một năm được cấp phép 4 lần em nhé. Một năm cấp phép 4 lần. Ăn Tết xong có lớp ôn, đúng rồi. Có nghĩa là không không biết là có Tết xong hay là không, khi nào có lịch thông báo là lịch thi, lúc đó cô mở lớp ôn đề luôn. À, ở khẳng Đà Nẵng tháng 11, 23 tháng 11 cô khai giảng nhé. À, hồ sơ của em gửi trả lại và đã gửi lại rồi thì em phải chờ vạch ba là chấp thuận. Cái này phải không, không biết là ngày nào mà có hạn là bao nhiêu ngày người ta cho mình vạch chấp nhận đâu, mà mình phải chờ bên kia cũng không ai đoán được. Thôi cứ kệ mình chờ thôi, gửi đi vạch hai rồi thì chỉ cần chấp thuận nữa thì có hy vọng vào tháng 11 là được cấp phép. Trung tâm cô có ký túc xá ở Hà Nội có và ở trong Sài Gòn có nhé. Ký túc xá một số bạn không thích ở thì các bạn lại thuê các phòng trọ bên ngoài cạnh trường rất là nhiều. Em thi xây dựng thì em cứ cố gắng học ở trên tiếng Hàn cô Ly Vân của cô là được mà. Kể cả những bạn bên thi bên ngành sản xuất chế tạo, các bạn tự học các bạn vẫn đỗ điểm cao ấy, do lòng quyết tâm của mình thôi. Em đang chờ cấp phép mà. Chúc em là may mắn nhá, được cấp phép của đợt tháng 11 này nhá. À, cô ơi ở lớp ôn đêm à không, buổi tối thì sau này có lịch thi thì cô cho, thì cô mở lớp ôn online, học ca tối ôn cả online thôi. Còn trực tiếp ôn thì cô lại không mở Hà Nội, cô chỉ mở ca sáng ca chiều Hà Nội thôi. Còn nếu như bạn nào muốn học ôn buổi tối thì học ở lớp ôn online. À, em tự học giáo trình của cô được 195 điểm. Quá siêu nhá. Chúc mừng em nhá, chúc em nhanh được ăn kim chi nha. Cảm ơn em đã follow cho cô. Đấy, bạn ấy quá giỏi. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều người ở ký túc xá không cô? À, ở ký túc xá Thành phố Hồ Chí Minh là phòng cũng khá là rộng. 8 bạn ở 4 giường tầng. Đó. Ở trong là có khép kín nhà vệ sinh. Nói chung là ở đấy cũng ok lắm, sạch sẽ. Có cái cô sẽ quét dọn cho các bạn. Cô phải nhờ thuê cái cô ở trường để quét dọn. À, cảm ơn cô, em đi xóa đói giảm nghèo. Không phải đi Hàn này không phải xóa đói giảm nghèo đâu nhá. Đi Hàn này là làm giàu đấy, chứ đừng có nói xóa đói giảm nghèo. Nên là người ta gọi là gọi có cái bộ trưởng, à bộ trưởng Bộ Lao động có phát biểu có nói là các cháu đi Hàn này là đi gì, đi làm thuê về làm chủ đấy. Bởi vì đi Hàn lương khá là cao mà, thế là bác ấy nói là các cháu cố gắng đi và đi sang Hàn theo diện E9 này là mình đi làm thuê về làm chủ, chứ không phải đi là đi làm giàu, không phải đi là để mà xóa đói giảm nghèo đâu. Nên là có bạn cứ luôn luôn phải nghĩ là à, mình đi này là mình đầu tư tiền, mình đi để mình làm có ra tiền thì mình phải cố gắng học thôi. Em đóng tàu năm ngoái, đợi lâu quá cố gắng. Văn Quyết ơi yên tâm không phải lo nhá, em cứ chờ cấp phép nha. Khi tới có cấp phép bổ sung
Không, cái này thì cô biết, cô chỉ biết là người ta thông báo là tháng 11 là có người ta cấp phép cho hơn 30.000 người, nhưng mà có cho dành riêng, không phải riêng cho Việt Nam mình, cho cả 16 nước. Nên là hy vọng các bạn sẽ được cấp phép trong đợt tới. Những bạn nào mà đang thi, đang ôn thì là học thật giỏi, đang học học giỏi. Bạn nào chờ bay thì nhanh chóng được bay. Đấy. Luôn luôn phải hy vọng là mình phải bay sớm. Luôn luôn nghĩ là mình nhất định mình bay sớm thì các bạn sẽ nhanh. Chứ không được là mình cứ tiêu cực quá là không được, phải nghĩ thật tích cực nhá. À, Thanh Hóa thì cũng được gửi đi, có một số lên một vạch rồi em ạ. Bởi vì các bạn ở Thanh Hóa là đỗ rất là nhiều, đỗ những 3.000 đúng không ạ? Thế nên các bạn không phải lo, bởi vì là người ta sẽ đưa dần dần các em úp hồ sơ của em lên, cứ dần dần. À, 1 tháng kịp từ 2 đến 3 vạch không cô? Cái này là phụ thuộc bên kia thôi, nên là cũng không thể nói trước được. Thôi thì mình cứ chờ một chút đi. Năm sau chắc là có chứ em, có kỳ thi đó. Không, không phải do, phải là do tỉnh Hải Dương khó đi đâu, đừng còn, các em không nghe người ta nói vậy. Tỉnh nào cũng đi nhanh và tỉnh nào cũng đi chậm, bởi vì đi thì nó phụ thuộc vào bên Bộ Lao động, bên Hàn. Ở hồ sơ giấy tờ được đưa lên cộng với là chủ người ta chọn ai thì được đi sớm mà. Chứ còn bây giờ không phải do là tỉnh này tỉnh nọ không được đi chậm đâu, không phải. Tầm tháng mấy thì đấy là cô hóng được là nghe nói thôi nhá. Là tầm tháng 2, tháng 3, tháng 4 sang năm, nghĩa là cứ đầu tháng 5 ấy, năm 2025. Cấp phép là vạch số 4, vạch 4, vạch 5 em ơi. Ngành dịch vụ thì cũng chưa biết được. Vì là dịch vụ thì mình cũng chưa, người ta chưa cho thi bao giờ, nên là cũng không biết là điểm như thế nào. Đóng tàu đi chứ em, chứ em không phải lo, em đi có, em không được đi sớm thì cũng đi muộn, chứ không phải lo là không được thi đi nhá. Chứ mình đã đóng đi thi đóng tàu cũng vất vả rồi, đỗ rồi. Còn một số bạn lại cứ bảo cho em chuyển sang ngành sản xuất, nhưng mà cái chứng chỉ đó đã hết hạn đâu mà mình chuyển được, đúng không ạ? 2 năm mới hết thì lúc đó mình mới thi lại chứ. Bây giờ mình vẫn còn đang trong tiến trình đang chờ để cấp phép mà mình lại đi thi nữa thì nó lại không được. À, hai vạch là hồ sơ được chuyển sang Hàn. À, đóng tàu nước ngoài lấy 130 điểm đó em, 135 đấy. Xây dựng lấy có 85 điểm mà. Nói chung là cái điểm nó phụ thuộc với bên Hàn, người ta lấy điểm sao bao nhiêu thì mình biết thôi, chứ mình cũng không thể nào mà mình biết trước được. À, phải cho đầu đầu năm 2025 em nhé. À, đúng rồi, mà xuất cảnh thì cứ ra nhá, lúc nào xuất cảnh thì ra ra trung tâm cô chụp kiểu ảnh. Đúng rồi, chúc em may mắn nhanh chóng được được, được cấp phép tháng 11 này ra chụp ảnh với cô nha. Tự học trên kênh của cô được 195 điểm là phải quà cho cô đấy Việt Anh nhá. Tự học mà được 195 điểm thật sự là bạn quá cố gắng, rất là giỏi luôn. Cô ơi, lên tiến trình chưa? Tường Vi ơi, em chưa lập được tiến trình, nghĩa là hồ sơ em chưa được úp lên thông tin của em lên trên 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 mạng, nên cũng không phải lo. Chờ khi úp lên là em sẽ lập được tiến trình nhá. Nhiều bạn lo lắng lắm, các bạn thì người ba vạch, người đi học định hướng mà em bây giờ vẫn chưa lập được tiến trình. Lo lắng không phải lo, đấy là hồ sơ của mình chưa được úp lên thôi, chứ không phải do lỗi một cái gì cả nha. Nếu mà khi nào có lịch thi thì đăng ký ở sở lao động các em để lấy gì, lấy số báo danh đó. Khi nào mà đăng ký thi năm nay vậy? Chưa có em ạ, từ giờ cuối năm hết lịch thi rồi, có người ta không không còn lịch thi nữa, còn 2 tháng nữa là hết mà, nên không có lịch thi. Nếu mà thi phải sang 2025 nhé. Nói chung bây giờ rất là nhiều bạn là hỏi là có lịch thi, thực sự là cái lịch thi thì người ta đã thông báo, Bộ Lao động thông báo là đến từ giờ đến cuối năm 2024 là không có lịch thi nữa. Đó. Bạn nào mà công việc đi làm thì cứ đi làm mà phải tự học. Đấy, người ta còn có cả một thông báo ở trên trang Colab của Bộ Lao động đó.
Thôi bây giờ đã cô live stream đã gần 2 tiếng rồi, thì bây giờ cô xin chào các bạn nhé. Ngày mai cô lại live stream tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã follow, cảm ơn các bạn đã theo dõi cô. Nói chung là những cái tin nhắn mà các bạn hỏi cô chưa trả lời được thì cô sẽ là dép tin nhắn cho các em sau. Và cảm ơn các bạn thật rất thật nhiều, và các bạn cố gắng là chia sẻ này và follow bài giúp cô nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Bây giờ cô sẽ xin chào tạm biệt các bạn, và chúc các bạn là cuối tuần vui vẻ này, và cố gắng là ôn bài thật tốt này, và chúc những bạn là tới đây là nhảy vạch ầm ầm, những bạn mà đang chờ bay ấy nha. Chúng ta lại hẹn gặp lại vào tối mai. Tối mai thứ bảy mà rỗi thì cô lại lên livestream để chia sẻ cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. 여러분 안녕히 계세요.